này. Không biết là ngoài cháo hành và cháo tí tô như là trường hợp của Thị Nở Chí Phèo mà Thùy Anh vừa chia sẻ, thì có những cái món ăn nào khác mà những người bị cúm có thể sử dụng để có phần tạo nên hiệu quả tốt hơn trong việc điều trị không ạ? Đối với món ăn thì có nhiều lắm. Tôi tin rằng là Chí Phèo cái lúc ấy là thì nào cũng nghèo cho nên là nếu như mà bây giờ thì tôi sẽ xui là đập một cái lòng đỏ trứng vào đáy bát cháo, xong rồi thái thật nhiều tí tô để dưới đáy bát cháo và hành dưới đây, xong đó mới múc cháo lên và quấy lên thì có thêm một cái lòng đỏ trứng ấy. Cái lòng đỏ trứng bạn biết không, đạm, đường, mỡ, vitamin, muối khoáng ở trong nó đầy đủ hết, thì nó tăng sức đề kháng cho Chí Phèo rất nhiều. Thế cái thứ hai tức là có thể là cháo thịt, nhưng mà đề nghị đừng cho mỡ, đúng không bác Huy? Là hạn chế cái mỡ, bởi vì mỡ nó chọc tiêu lắm. Thế thì chúng ta dùng cái nước thịt mà để nấu cháo ấy, là rất tuyệt vời. Thế ngoài cái tía tô ra mà thì nó có rất nhiều vị khác nữa đấy. Thí dụ như là ta có thể dùng gừng chẳng hạn, dùng tỏi chẳng hạn. Thế rồi thì dùng một số cái vị khác, thí dụ như là không biết là Diễm có biết cái cây hẹ không? Có biết cây kiệu không? Cây kẹ, hẹ, cây kiệu cũng có kháng sinh giống như là hành, tức là có cái phytoxin. Còn riêng tỏi thì nó có aluminin. Thế cái này là nó sát khuẩn rất mạnh. Thế thì đấy, chúng ta dùng những cái như không ai nấu cháo tỏi mà người ta phải là xào thịt bò với tỏi cơ, hoặc là cái khác với tỏi. Nhưng mà ở đây xin mà ngoặc là nếu như ăn trứng thì không được cho tỏi đấy nhé. Giữa tỏi với trứng là nó lại gây đầy, không nó tương tác với nhau không có được đâu. Thế cho nên là thức ăn chúng ta biết là có rất nhiều thứ bổ, trong đó thì cái nhóm vitamin C là rất quan trọng. Nhóm vitamin A cũng rất tốt, thí dụ trong gấc phải không anh? Trong gấc này caroten nó rất nhiều, trong cà rốt ấy, mùa này đang có rất nhiều cà rốt đúng không bạn? Thế thì đấy là những chất mà nó có cái tác dụng là nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể. Cộng với các cái loại thuốc thì rõ ràng là chúng ta có thể hoàn toàn khống chế được cái cảm, cũng hoàn toàn khống chế được cả cái cúm cho cộng đồng.